Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nằm trong dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 37 cộng 800 cho tới km 48. Tuyến cao tốc đi qua khu vực trung tâm xã với nhiều sinh hoạt đi lại của bà con. Tuy nhiên, hiện số đường gom dân sinh, cầu vượt, hầm chui qua đường cao tốc còn ít, khiến cuộc sống của người dân gặp khó khăn. Cực chẳng đã, tại một số điểm trên cao tốc, người dân đã tháo gỡ hàng rào hai bên đường để lưu thông bên trong hành lang. Chúng tôi đề nghị là làm cho chúng tôi cái cống chui ấy. Nhưng mà người ta bảo là bao nhiêu cây số thì mới được một cái cống ấy. Thì chúng tôi là phải đi xuống mãi tít kia chừng độ 2 cây số. Thì mới xuống đến cái cống chui kia mà cũng anh lại mằn sang vào trong cái xóm này hay đi chợ mua đồ ăn thì nó cũng chừng độ hơn 2 cây. Thế bây giờ chúng tôi già rồi, chúng tôi bây giờ xe đạp không biết đi, xe máy không biết đi. Thế thôi đành nghĩa thì chúng tôi cũng phải băng qua đường cao tốc này. Con em đi học á, thì nó băng qua, nó qua đường cao tốc cái là nó có xe đưa đón học sinh là rất nhanh. Mà giờ nó mà đi bộ một cái vòng 2 cái mấy số thì hỏi làm sao mà nó kịp xe. Bởi vậy cho nên nó cứ bị trễ học thường xuyên. Không chỉ khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, hoạt động sản xuất của người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng khi hệ thống đường gom dân sinh xuống cấp. Nước mưa tràn qua ruộng, ảnh hưởng đến cây lúa và hoa màu. Những cái hộ mà nó ở các cái chỗ ống cống á, là nó hay có bị nước là một phần lớn. Thứ hai nữa là đất nó sạt lở. Lúa của chúng tôi á, bắp chúng tôi đang làm á, thì bắt đầu lúa nước này, đất này nó đang trổ. Thế bắt đầu đất nó lấp hết các cái bông lúa lên. Mà trong khi bông lúa đang phơi màu, nhiều khi là chưa có được ăn, thì chúng tôi mất. Năm ngoái mới cả năm ngoái thôi, mà đến bây giờ là cái đường này gần banh rồi, tại mưa lũ nó tràn qua, xói mòn. Theo ban quản lý dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ngay từ khi thỏa thuận dự án, tỉnh Đồng Nai có văn bản thống nhất sẽ xây dựng toàn bộ đường gom, đường song hành hai bên đường cao tốc. Tuy nhiên, đến khi dự án được hoàn thành, thì tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Tổng Công ty Đường Cao Tốc và Bộ Giao thông Vận tải đưa hệ thống đường gom vào dự án. Tuy nhiên, ban quản lý dự án cho biết không thể giải phóng mặt bằng kịp. Chúng tôi đã làm việc với địa phương là không có đủ mặt bằng. Địa phương không lo được mặt bằng và chúng tôi không có đủ mặt bằng để mà thực hiện thêm các đường gom nữa. Cho tới nay thì huyện Cẩm Mỹ vẫn chưa có thể vận động hoặc chưa có thể giao cho chúng tôi bất cứ thêm được một chút đất nào ở phía ngoài danh giải phóng mặt bằng của dự án. Do đó là cái việc mà đề xuất khoảng 4,4 km nữa thì coi gần như là hoàn chỉnh hết 2 cái đường song hành của cái đoạn của Cẩm Mỹ thì chúng tôi vẫn chưa thực hiện được. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, tuyến cao tốc này đã phát huy hiệu quả đáng kể trong việc lưu thông đi lại. Thế nhưng không phải ai cũng được hưởng lợi từ dự án này. Như nhiều người dân ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang phải xé rào để vượt qua đường cao tốc. Việc làm này cần phải được chấm dứt. Với sự vào cuộc giải quyết nhanh của ban quản lý dự án đường cao tốc, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các đường gom dân sinh, đường song hành. Cùng với đó, người dân cũng phải tự ý thức về những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với mình cho việc xé rào vượt qua đường cao tốc sai quy định. Sự xuất hiện của những cánh hoa tam giác mạch đã làm cho vùng ngoại ô thành phố trở nên tươi tắn và thơ mộng hơn bao giờ hết, có phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách muôn phương. Tin rằng với những ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu thổ nhưỡng, tam giác mạch sẽ càng thêm lan tỏa và là một mảng màu tinh tế trong bức tranh ngàn hoa vạn sắc của thành phố cao nguyên sương mù.